Xin chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, thầy trò chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi thử tài của bạn, nghe giai điệu và đoán tên bài hát, tên tác giả nhé. Xin mời các em cùng lắng nghe. Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời đúng. Giai điệu của bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em, nhạc và lời nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta sẽ học tiết 14, ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em, nghe nhạc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. Sau đây xin mời các em cùng lắng nghe lại giai điệu của bài hát. Các em vừa được nghe lại giai điệu của bài hát. Bây giờ, xin mời các em cùng hát hòa giọng với nhạc nhé. Thể hiện bài hát thêm một lần nữa nào. Chú ý thể hiện đúng các ca từ luyến, lấy hơi và ngân đủ phách ở cuối mỗi câu hát.
bây giờ, các em hãy trình bày bài hát với hình thức hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo nhịp nhé. Các em chú ý quan sát gõ đệm thật chính xác vào các ca từ đã được đánh dấu. Xin mời các em cùng thực hiện theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Các em chú ý quan sát gõ đệm thật chính xác vào các ca từ đã được đánh dấu. Xin mời các em cùng thực hiện theo nhạc. Để cho phần trình diễn được sinh động hơn, các em hãy trình bày bài hát với hình thức hát kết hợp vận động bộ gõ cơ thể. Các em hãy quan sát mẫu và cùng thực hiện nhé.
Xin mời các em đứng lên, thả lỏng người và thực hiện thêm một lần nữa nào. Vậy là các em đã thực hiện xong nội dung phần thứ nhất. Thầy xin mời các em cùng đến với nội dung nghe nhạc với bài hát Du Em Dân Ca Xê Đăng. Các em học sinh thân mến, các em có biết không? Bài hát Du Em Dân Ca Xê Đăng là một bài hát nổi tiếng của người Xê Đăng đã được dịch ra lời Việt, được nhiều nghệ sĩ thể hiện. Người Xê Đăng hay còn gọi là Sơ Đăng là một trong số các dân tộc sống ở vùng đất Tây Nguyên. Và cuộc sống chủ yếu của họ là làm nương rẫy và lên rừng. Hàng ngày, người cha lên rừng hái măng, người mẹ đi chặt chuối, còn người chị giữ em và hát ru cho em ngủ. Người chị ru rằng: Em ơi, em ngủ cho ngoan, để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa. Chị vỗ về và khuyên em hãy chìm vào giấc ngủ, vì mẹ đang ở nơi xa, chẳng biết bao giờ mới về. Còn cha cũng vậy, cha đang đi hái măng non ở tận trong rừng. Chính vì thế mà người chị hát ru em rằng: Các em học sinh thân mến, không chỉ là lời ru dịu êm của người chị dành cho người em, mà bài hát dân ca Du Em của người Xê Đăng còn gửi gắm ước mong về một cuộc sống ấm no của vùng đất Tây Nguyên giữa núi rừng gian khó. Sau đây, xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát nhé. Thank you.
em vừa được nghe giai điệu của bài hát. Vậy các em có thể cho thầy biết cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát này? Các em ạ, đây là một bài hát rất hay, với giai điệu nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm của người chị dành cho người em, biết chăm sóc, dỗ em, ru em vào giấc ngủ khi bố mẹ đi làm nương. Sau đây, xin mời các em cùng lắng nghe lại giai điệu này. Hãy thể hiện tình cảm của mình khi nghe nhạc, như vận động cơ thể theo nhạc, hay vỗ tay theo nhịp của bài hát. Xin mời các em cùng lắng nghe. Để giúp các em cảm nhận được giai điệu của bài hát rõ hơn và hiểu biết thêm về dân tộc Xê Đăng, sau đây xin mời các em cùng nghe bài hát thêm một lần nữa bằng tiếng địa phương nhé. Xin mời các em cùng lắng nghe nào. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi. Thầy hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Qua tiết học này, thầy mong rằng các em hãy nỗ lực học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Qua phần nghe nhạc, bài hát Du Em, thầy hy vọng các em sẽ thêm hiểu biết về dân tộc Xê Đăng, thêm yêu các làn điệu dân ca Việt Nam. Ở nhà, các em hãy biểu diễn bài hát với các hình thức đã học cho người thân cùng xem. Tiết học âm nhạc của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các giờ học âm nhạc sau.